Còn công việc quay này thì sao? Anh đưa cho bạn giùm em. Mà em, cất cái đồ em cho anh nha. Em xin em xuống. Sao mình em lẻ luôn? Đây em trai. Dạ, đúng rồi. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Rồi, bên nhà trai ổn định rồi đúng không? Rồi. Xin mời nhà gái bước ra sân khấu. Wow. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và mọi người ạ. Chào em. Chào chào bạn, chào anh bên kia ạ. Dạ. Rồi bây giờ em giới thiệu sơ sơ về lý lịch trích ngang của em đi em gái. Dạ, em tên là Lâm Lê Mỹ Anh. Em 30 tuổi. Em làm giáo viên mầm non. À. Đang dạy đâu em? Trường quốc tế mầm non Iris ạ. Dạ, em là người thành phố Hồ Chí Minh. Em có một cái style rất là chất. Nhìn em là liên tưởng ngay tới cô Hoa hậu Hèn Nhan liền ha mọi người. Dạ, ba em lai Pháp. À, hèn chi trên mặt em nhìn là có nét gì đó rất là lai. Dạ, nhưng mà mọi người cứ nghĩ em lai cam không ạ. Xin mời đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư. Chào bạn gái bên cạnh. Thì em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn. Em năm nay 30 tuổi, quê ở Nam Định và sinh sống ở Sài Gòn này được 20 năm rồi. Hiện tại em ở Bình Tân. Công việc của em là gì? Dạ, công việc của em là kinh doanh, chuyên về quay vịt, quay gà, quay heo. Có bánh mì không? Có. Ngon à, nghe vụ này ngon á, tôi hấp dẫn rồi đó. Rồi, bây giờ mình cho biết một chút xíu về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, em có thể nấu ăn được. Giặt quần áo được, ủi đồ được, làm tất cả mọi thứ mà phụ nữ làm được em làm được. Quay vịt được, quay heo được. Dạ, có chút nóng tính, có gì thì em nói thẳng luôn. Quay vịt mà nóng quá nó khét vịt làm sao? Dạ không anh, đấy là cái lò nó quay chứ không phải em quay. Nhiều khi em đứng ở cạnh cái lò nó nóng nữa. Mỹ Anh, em cũng hơi nóng tính chút, em thiên về cảm xúc nhiều nên nhiều lúc em bộc phát cảm xúc của em hơi bị quá. Làm việc gì cũng làm đúng cái tâm của mình. Mình nói tí xíu về tình trường ha. Mối tình sâu nhất của em là cũng là người chồng cũ của em 7 năm. 20 em lấy chồng rồi. Cái người đó là người đầu tiên của em và em lấy người đó luôn. Em vì người đó nhiều quá nên em bỏ quên mình luôn. Khi mà sinh con xong em phát hiện ra là anh ấy ngoại tình. Có người thứ ba. Dạ đúng rồi. Trong vòng một tháng em dứt luôn. Ly hôn trong năm 2016 đó luôn. Là em về mẹ sống. Dạ, mẹ em là người em lúc mà khi mà em đi lấy chồng á thì em là người bỏ mẹ em về em chăm sóc gia đình chồng. Còn khi mà em đây nắm tay chị nha. Em tuyệt vọng nhất á thì mẹ em là người chào đón em. Dạ mấy gì ở nhà ngoại. Dạ. Vậy thì bây giờ con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con em năm nay 6 tuổi. Con trai hay con gái? Dạ, con trai. Ở thời điểm này là em cũng không rung động trước ai cả. Tại vì tiêu chí em là phải thương con em. Con ai nuôi em? Dạ, em nuôi. À. Em cảm thấy giữa em và bạn ấy có một cái gì đó nó rất là đồng cảm với nhau. Hai đứa hoàn cảnh cũng rất là giống. Em cũng ly hôn 2016. Ủa vậy hả? Dạ, em đã từng lập gia đình. Cuộc sống nó không may mắn. Em gặp rất nhiều biến cố trong con đường kinh doanh. Tại vì trước đó thì em vợ em không phải đi làm cái gì cả. Thì một tay em làm và em nuôi vợ. Đấy thì khi mà em rơi vào hoàn cảnh đó thì vợ có nghĩa không chấp nhận được. Cũng có một cái cuộc sống riêng rồi. Có con chưa? Dạ con trai em cũng gần 6 tuổi rồi. Ủa vậy hả? Con giống bên kia luôn. Dạ. Mà giờ con trai là ở với em hả em? Dạ đúng rồi, con trai ở với em ạ. Thôi coi như là hai bên cũng đã lỡ một chuyến đò. Bây giờ mình đi một chuyến đò khác mới hơn, mình tạo thêm nhiều cái hạnh phúc hơn nữa nha. Dạ. Em gái, em muốn tìm dạ. một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn là con em có được tình cảm từ người đó, sống có trách nhiệm với gia đình, cùng em chia sẻ vui thì cả hai đều vui, mà buồn em không muốn chịu một mình. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Thứ nhất là sự gia trưởng, không có trách nhiệm, không biết lo làm. Em còn muốn gì nữa không? Cao hơn em, với lại đừng có mập quá. Tại vì những người mập thì người ta ít vận động á, làm biết. Trời đất ơi. Tự nhiên có người đứng lên liền. Tôi đi qua rồi. Sao mấy người mập làm sao? Chào em gái. Là ít vận động đó anh. Ít vận động hả? Là làm biếng. Chà, nói tới đâu tới đó hả anh Linh?
hình như lên tăng xong á. Anh hơi mập chút nhưng anh cũng vận động dữ lắm. Không, hơi mập sao anh, đừng mập quá. Không. Dạ. Trời, em gái dễ thương. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ. Nhìn... Hennier hả? Nhìn giống cái kiểu đó ha. Anh ơi, cô gái rất là xinh. Đường tình duyên trắc trở thì không ai muốn cả. Dạ. Bên đây cũng vậy. Hai bạn có thể đã qua một lần đò, các bạn hiểu về cái giá trị hạnh phúc làm sao để giữ nó. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì nữa không? Phải tôn trọng sở thích riêng của em, chứ đừng bắt ép theo, phải làm theo người bên kia. Đúng rồi. Em đáp ứng được bao nhiêu cầu của bên đàn gái em trai? Gần như là hết. Ui. Em không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Không tất mập cả, tất cả. Hơi hơi thôi anh. Hơi hơi. Em thích vận động, thích thể thao. Dạ. Trời, để em qua em kiểm tra chất lượng. Kiểm tra đi. Dạ, em chào chị Nam Thư. Trời. Chào anh. Dạ. Gọn gàng, sạch sẽ. Trời. Thơm lắm. Trai cũng như anh chứ bộ ý. Thơm nữa kìa, anh nói anh thơm nữa kìa. Thơm nữa hả? Trừ những lúc quay thôi chị. Thơm mà mùa dịch quay á. Đúng rồi ạ. Quay dịch quay hoài nó thơm. Gần như giờ có dưa cải nữa là kho được đó. Cái mẫu bạn gái lý tưởng mà em mong muốn là như thế nào? Về ngoại hình nói chung là mình nhìn sao mà cảm thấy là được rồi. Tóc dài, tóc ngắn, mập, ốm, cao, thấp. Đừng có mong không có tóc, không có tóc. Không có tóc là được rồi. Dạ. Ừ, rồi gì nữa? Dịu dàng, nữ tính một tí. Bây giờ là lấy vợ về ở đâu? Ở đâu cũng được, nhà cũng được hay là ở ngoài cũng được, không sao. Thích ở riêng thì có đủ cơ sở để có nhà riêng cho vợ không? Thì lúc đấy ở cửa hàng. Cửa hàng mùa dịch về chịu nổi không? Không, có lầu ạ. À, ở trên lầu, ở dưới quay. Dạ. Mỹ Anh. Dạ. Anh chàng nhà bên có một cái gương mặt hết sức là đàn ông. Dạ. Gương mặt chữ điền, phương phi. Ảnh cho mình một cái cảm giác là, thứ nhất là ảnh rất là đàn ông. Trời ơi, vậy chứ em nói anh không đàn ông hả? Anh đàn ông hơn anh Linh. Dạ. Bụng anh cũng nhỏ hơn bụng anh Linh. Anh cũng không lười vận động như anh Linh. Dạ. Anh cũng không lên 10kg như anh Linh. Dạ. Rõ ràng là thấy ảnh đẹp trai hơn anh Linh. Dạ. Rồi hết. Nếu mà ảnh là người như vậy thì sau khi ly dị vợ thì anh có mối tình nào chưa? Đúng. Thực sự mấy năm qua thì em không dám mở lòng đâu. Sợ lại gặp một người giống như vậy nữa. Đến bây giờ thì thực em mới mở lòng là em muốn tìm một ai đó. Mỹ Anh, hôm nay em đi với ai? Dạ, với mẹ và dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, xin chào người thân của Mỹ Anh. Chào anh Quyền Linh. Chào, chào anh Nam Thư. Dạ. Chào em. Dạ, chào cô. Chị là dì Mỹ Anh. Hai bạn, bạn nào cũng có hai anh boy gần 6 tuổi cũng siêu quậy. nhưng mà có vấn đề như thế này là ở chung với cha mẹ chồng thì làm cái dâu đó, á. Đúng rồi, tại vì nó đã trải qua một lần rồi. Dạ, con chào dì, chào mẹ của một bạn gái bên cạnh và các bạn. Con hiểu, nhưng được cái may mắn là bố mẹ con rất là dễ. Đấy, rất là thương con dâu. Chỉ cần con cái hạnh phúc là được rồi. Ở đâu cũng là ở cả. Nhưng làm sao mà phải biết đến cha mẹ, nghĩ đến cha mẹ. Đó, như vậy đó dì, cũng đơn giản. Tại vì lần trước nó đã lấy chồng một lần rồi, đó, nó rất là khổ. Thành ra bây giờ để cho nó tự quyết đi. Tại vì cuộc sống là cuộc sống của nó sau này. Chỉ cầu mong tụi nó hạnh phúc nếu mà tụi nó đến với nhau. Rồi, cảm ơn gì. Mời đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, chị dâu với này con em. Chào gia đình. Dạ, rồi. Chào anh Quyền Ninh, sinh viên Nam Thư. Chào các chị với này các bạn trong trường quay. Tôi hôm nay đến đây cùng con tôi, chồng và con dâu, cháu nội của tôi. Thì đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi chỉ muốn các con được hạnh phúc, biết no, biết chia sẻ cho nhau, quan tâm đến các con nhỏ. Còn chúng tôi là cha mẹ nhưng mà còn trẻ, còn tự chăm sóc cho bản thân mình được. Nên là chỉ cầu mong cho các cháu được hạnh phúc, có cha mẹ, có gia đình trong đó là đủ rồi. Thấy cháu gái đây cũng dễ thương, hai con cứ bấm nút để tìm hiểu, nếu tiến tới được là tốt. Rồi, cảm ơn đàn gái. Dạ, cảm ơn bác ạ. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ tặng anh, cuốn sách Đắc Nhân Tâm. À. Thì em mong là khi anh đọc
được cuốn sách này thì anh sẽ đặt mình vào vị trí của người đối phương. Rất cảm ơn em vì cái món quà này. Dạ. Ngoài ra thì anh vẫn còn một cái món quà nó ý nghĩa hơn. Anh nghe hương vị rồi. Như có bánh mì. Gì vậy anh lên? Thơm. Anh lấy này rồi, lấy cái bịch ra rồi. Rồi. Trời. Ô! Wow. Đây là món quà có nghĩa là ý nghĩa nhất mà anh dành tặng cho em. Yeah. Bởi vì nó là tận tay anh làm. Cái nghề nghiệp cũng như là sau này của anh và em. Dạ, em cảm ơn anh nè. Rồi. Chết chứ sống gì nổi. Tặng dịch quay cho người đẹp, tặng tôi bịch nước sốt. Tự nhiên ôi đau lòng. Mình tới với chương trình. Dạ. Mình chỉ có quay một con thôi sao? Dạ, em quay nhiều lắm mà em để nhà. Nè, anh với em ăn chung. Thơm quá là thơm. Rồi, mời hai bạn, mình ngồi xuống và mình nói chuyện lúc với nhau nè. Tôi quay qua đàn gái, tôi đi theo đàn gái quá. Chiều bới tô cơm ăn thấy cũng ngon. Chào em. Dạ, em chào anh. Nãy giờ anh ngồi bên đây thì anh cũng nghe em chia sẻ với anh nhiều rồi. Dạ. Anh không dám hứa là anh là một người tuyệt vời, nhưng anh sẽ làm tất cả những cái điều mà anh có thể làm được để vun vén cho cái hạnh phúc sau này. Dạ. Vì chúng ta đã từng trải rồi, anh nghĩ là sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Biết những gì mình sai thì mình sửa thế thôi. Dạ đúng rồi anh. Gặp em anh thấy em như thế nào? Em là người phụ nữ hơi cá tính, đúng không? Nhìn em vậy thôi chứ em cũng phụ nữ lắm anh. Em ở trong em mềm yếu lắm. Không sao, mình khi nào mình cần cá tính mình cứ cá tính. Khi nào mình mềm mình cứ mềm. Dạ, cuộc sống phải có nhu cương. Dạ đúng rồi anh. Sau khi chúng ta ngồi này thì em thấy anh như thế nào? Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó, hợp với em, hợp với... Mình nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Dạ, dạ được anh. Em cũng muốn tiếp xúc và nói chuyện với anh nhiều để tụi mình hiểu nhau hơn. Dạ. Dạ rồi. Ủa, vậy là xong hả? Ủa, hai đứa vậy là xong rồi hả? Nói tính chuyện lâu hẹn lâu hò, rồi tương lai, rồi mốt về, rồi... mình sẽ yêu nhau như thế nào? Nếu mà em giống như là em có những cái sở thích riêng của em thì anh khi mà em nói yêu cầu đó ra thì anh có đồng ý với em là làm theo em không? Hay là anh không chịu, anh vẫn giữ của anh? Giống như ví dụ như là em thích đi phượt thì anh có cùng đi với em không? Sở thích thì anh nghĩ ai cũng có cái sở thích riêng của mình. Dạ. Anh cũng có những cái sở thích của anh. Nhưng mà đôi khi công việc nó làm cho anh không thể nào thực hiện được những cái sở thích của anh được. Dạ. Ngày xưa thì anh tự do, anh không gò bó bản thân mình thì anh có thể đi nơi này đi nơi kia được. Nhưng bây giờ thực sự mà nói anh kinh doanh, anh buôn bán thì không thể nào mà bảo mình đóng cửa là mình đi được. Dạ đúng. Cái điều rồi. Đó nó cũng là hơi khó khăn với anh. Là thì cũng phải có những cái lúc mà thư giãn thì anh có cùng em như vậy không á? Nhưng lúc đó thì nó là bình thường rồi. Dạ. Với lại anh ở nhà anh kinh doanh thì em muốn là em vẫn có thể là đi ra ngoài làm việc được. Tại vì đó là em rất là yêu nghề. Em rất là thích tiếp xúc với trẻ con và tiếp xúc với mọi người. Anh luôn luôn tôn trọng cái người phụ nữ của bản thân mình. Dạ. Công việc thì em có công việc của em thì em cứ làm. Anh chỉ mong muốn một điều đó là khi nào em rảnh hoặc là có thời gian thì em phụ anh là được rồi. Dạ thì đúng rồi. À đấy, đó là chúng ta chia sẻ công việc cho nhau. Chia sẻ công việc thì đúng rồi anh. Rồi. Rồi hả? Rồi. Mời các bạn để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại lần nữa đi các bạn. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không nha. Trái tim mình rung động, mình mới bấm nút. Còn không, mình nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. 3 2 1 Hết thời gian. Ôi, trời. Rồi. Tại sao Tuấn không bấm? Anh không đồng ý ở đây thì không phải có nghĩa là anh chê em. Là vì công việc của anh cũng như hoàn cảnh của anh không có quá nhiều thời gian để mà dành cho em hết được. Vì anh thấy em là một người phụ nữ rất là cá tính, thích đi phượt, thích đi này nơi kia. Thì ngược lại anh thì thực sự đến cái tuổi này rồi anh lại muốn chồng chân lại, anh không muốn đi nữa. Cái
cái đi của em không có nghĩa là đi liên tục anh. Đi của em đây là một năm chúng ta có thể đi một hai lần. Thì em cũng đâu có thời gian mà đi nhiều, em còn phải lo cho con em nữa. Thì em chỉ đặt ra cái sở thích, đó là sở thích cái thôi. Đó chỉ là sở thích của em thôi. Ví dụ như năm nay em đã đi một lần rồi thì em chỉ dành cuối năm hoặc để năm sau em đi tiếp, chứ em đâu phải. Em chỉ đưa ra để hỏi anh có thể cùng em không thôi, chứ em đâu có bắt anh là phải đi cùng em nhiều lần đâu. À, có khi là chúng ta chưa thực sự thuộc về nhau. Dạ. Thuộc về duyên nợ rồi ha. Dạ. Chúc hai em sớm sẽ tìm một nửa yêu thương của mình. Dạ. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình, mời em. Dạ, cảm ơn. Còn công việc quay này thì sao? Anh đưa cho bạn giùm em. Mà em cất cái đồ em cho anh nha. Em xin em xuống. Xong mình em lẻ luôn. Em ở đó đi. Không biết nói sao ta. Có thể là trong cái lúc mà nói chuyện đó, họ chưa hiểu được nhau. Không phải đâu. Nếu như thật sự họ có nợ với nhau thì chỉ cần một ánh mắt thôi. Đó cũng chỉ là một cái cớ nhỏ thôi. Anh tin chắc rằng là trên sóng truyền hình có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái đó. Bởi cô gái rất là xinh đẹp. Và chàng trai cũng vậy, cũng có nhiều cô gái sẽ tìm đến. Và rất tiếc các bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa may mắn nhận được một phần quà là một cặp vé du lịch ở Dubai trị giá 60 triệu đồng đến từ thương hiệu Vietsun Travel.